Thanh Hương xin kính chào quý vị. Một lần nữa Thanh Hương xin kính mời quý vị cùng Thanh Hương gặp gỡ với Ủy viên Ngoại vụ của Liên hội Người Việt tại Canada, Tiến sĩ Lê Duy Cấn. Xin chào tiến sĩ. Kính chào cô Thanh Hương và kính chào quý vị khán giả. Thưa tiến sĩ, thì theo Thanh Hương được biết thì Liên hội Người Việt tại Canada đang có một chương trình rất là đặc biệt hướng về những thanh niên trẻ, thì xin tiến sĩ trình bày thêm về cái mục đích của cái chương trình này. Và thưa cô Thanh Hương, thưa quý vị khán giả, Liên hội Người Việt Canada hiện giờ đang có một cái chương trình do Bộ Công dân vụ và Di trú của Canada tài trợ trong 3 năm, từ năm 2010 tới năm 2013. Cái mục đích của cái chương trình đó là hướng về giới trẻ. Thì cái chương trình đó nó gồm có nhiều cái phần khác nhau. Thứ nhất là có một cái cuộc hội thảo mà chúng tôi đã tổ chức vào tháng 11 năm 2010, và cái chủ đề là đề cao thế hệ đang lên. Nói một cái khác là cái chủ đề của cả cái chương trình đó là đầu tư vào thế hệ trẻ ngày hôm nay để tạo một cái cộng đồng vững mạnh ngày mai. Nói về tiếng Anh là investment in you today for a better community tomorrow. Như tôi nói hồi nãy thì cái phần đầu của cái chương trình đó là một cuộc hội thảo đề cao và giúp đỡ cái thế hệ đang lên có cái phương tiện để mà thứ nhất là phát triển về cá nhân, về nghề nghiệp, và thứ hai là đóng góp vào cộng đồng. Cái phần thứ hai của cái chương trình đó là tạo dựng một cái mạng lưới, gọi là mạng lưới hướng dẫn thanh niên, nói tiếng Anh là Vietnamese Canadian Youth Mentorship Network. Thì cái mạng lưới này nó gồm có hai cái lĩnh vực. Với lĩnh vực thứ nhất là tạo cho các thanh niên, tức là các em hiện giờ đang học trung học cũng như là đang học đại học, có cái dịp liên lạc với nhau, trao đổi với nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Thì cái này tiếng Anh gọi là peer-to-peer mentorship. Tôi nói ví dụ như là một em đang học luật tại McGill, thì chúng tôi có thể giúp em liên lạc với một em khác đang học luật tại York University, hoặc là một em đang học về y khoa ở trường Ottawa, thì chúng tôi giúp để liên lạc với một em học y khoa ở UBC chẳng hạn như vậy. Tức là các em nó có cái dịp, và những người mà học cùng một ngành, một lĩnh vực, có cái dịp trao đổi những cái kiến thức về học hành, cũng như là giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau. Và cái cấp bậc thứ hai đó, tức là một cái mạng lưới của những người hiện giờ còn đang đi học và những người đã đi làm rồi. Thì cái này tiếng Anh gọi là Intergenerational Mentorship Network. Thì cái mục đích của cái mạng lưới đó là giúp các em hiện giờ còn đang đi học tiếp xúc và để mà học hỏi ở những người mà đã đi trước, đã thành đạt, hiện giờ đang đi làm. Thì nói ví dụ như là một em đang học về y khoa ở trường Ottawa, thì chúng tôi sẽ giúp các em đó liên lạc hay là làm quen với là một vị bác sĩ hoặc là dược sĩ hoặc là nha sĩ ở một cái tỉnh khác hay là ngay cùng thành phố. Thì mục đích chính là để nhờ cái vị đó, chúng tôi gọi là những người mentor, dìu dắt các em. Cái mục đích sau cùng của cái chương trình này là đến năm 2000, tức là cuối và khoảng giữa năm nay, vào tháng 8 năm nay, thì sẽ có một cái cuộc hội thảo ở Calgary, hội thảo toàn quốc. Thì trong cuộc hội thảo đó, chúng tôi hy vọng là sẽ đặt một cái chương trình đào tạo 100 người lãnh đạo trong cộng đồng trong vòng 5 năm tới, tức là ở tất cả các cái ngành nghề, ví dụ như là về luật, về y khoa, khoa học kỹ thuật, thương mại, chính trị, vân vân. Dạ vâng, thưa tiến sĩ, thì ai sẽ là những người mà chủ chốt đứng ra lo về những cái hoạt động của chương trình này, và không biết là chính phủ Canada có tài trợ gì chi phí cho cái chương trình này hay không, thưa tiến sĩ? Về cái chương trình này thì năm 2007 chúng tôi có tổ chức một cái cuộc hội thảo. Thì cái chủ đề của hội thảo đó là trao đuốc, tức là passing the torch. Cái mục đích của cuộc hội thảo đó là đào tạo ra một số các anh chị em thanh niên
sẵn sàng đứng ra để mà lo điều hợp những sinh hoạt cộng đồng về sau này. Thì trong cuộc hội thảo đó chúng tôi thành lập một cái ủy ban gọi là Ủy ban Thanh niên Hành động, tiếng Anh gọi là Youth Action Committee. Thì cái ủy ban đó hiện giờ là do cô Phương Anh, là một người còn trẻ lắm, hiện giờ đang làm cho thành phố Calgary, cô ấy là chủ tịch của ủy ban đó. Và những thành phần, những người làm trong tham dự trong ủy ban đó là toàn thành thanh niên hết, từ đông sang tây. Hồi nãy chúng tôi có nói về cái chương trình đầu tư vào thanh niên ngày hôm nay để tạo dựng một cái cộng đồng vững mạnh ngày mai. Thì cái phần đầu, tức là cái cuộc hội thảo nhắm vào giới thanh niên và thế hệ đang lên, The Rising Generation, tổ chức tại Ottawa vào tháng 11 năm 2010. Cái phần thứ hai là cái mạng lưới hướng dẫn thanh niên chúng tôi vừa trình bày. Và cái phần thứ ba là một cái cuộc điều nghiên về tuổi trẻ Việt Nam và tội phạm, tức là nói tiếng Anh là Vietnamese Youth and the Law. Thì đây là một cái cuộc mà điều nghiên mà chúng tôi đang thực hiện và hy vọng là sẽ có những cái kết quả vào để trình bày trong cái buổi cái cuộc hội thảo toàn quốc sẽ tổ chức tại Calgary vào giữa tháng 8. Và sau đó nó có một cái phần nữa, tức là mình sẽ thực hiện một cái cuốn video để hướng dẫn cho các em mà đang ở trong cái tuổi gọi là at risk, tức là có thể đi vào cái con đường mà không có được chính đạo, tức là có thể đi vào đường tội lỗi đó. Thì chúng tôi với làm việc với chính phủ để mà làm cho cái video đó để hướng dẫn. Thì hồi nãy cô Thanh Hương có hỏi là cái chương trình này thì chính phủ có tài trợ không, thì chúng tôi xin nói là có chính phủ Canada qua cái bộ công dân vụ, di trú và công dân vụ có tài trợ mức ngân khoản là 159.000 đồng trong 3 năm. Thế nhưng mà cái tổng số cái ngân sách dự trù cho cái chương trình đó là 221.000 đồng, tức là về phía liên hội thì cũng phải gây quỹ ra vào khoảng 60.000 đồng nữa để hoàn tất cái chương trình đó. Dạ vâng, vì chính phủ Canada tài trợ cho chương trình này thì không biết là cái chương trình này chỉ có hạn chế là trong Canada hay không, hay là có được mở rộng phổ biến cho các bạn trẻ trên thế giới nữa không thưa tiến sĩ? Về cái chương trình này, thứ nhất là cái số tiền nó cũng không được nhiều. Và thứ hai là do chính phủ Canada tài trợ, thế nên nó chỉ giới hạn cho cộng đồng người Việt Nam ở bên Canada thôi. Tuy nhiên, chúng tôi từ nhiều năm nay vẫn làm việc với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, nhất là qua tổ chức Ủy ban Cứu người Việt Biển của tiến sĩ Ngô Đình Thắng. Hồi tháng 7 năm vừa rồi, thì chúng tôi có được dịp sang bên Hoa Kỳ, sang bên Virginia để tham dự một cái cuộc hội thảo do Ủy ban Cứu người Việt Biển tổ chức. Với cái mục đích nó tương tự như là cái mục đích của Liên hội người Việt Canada, thì chúng tôi hy vọng là trong tương lai thì ít ra là cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và tại Canada có thể làm việc chung với nhau, cũng như là chúng tôi đã làm việc chung với nhau từ gần 30 năm qua trong cái chương trình cứu vớt người tị nạn, cũng như là trong cái chương trình gần đây nhất để giúp đỡ những các chị em mà lấy chồng Đài Loan, cũng như là những người mà xuất khẩu lao động. Và trong cái việc mà soạn thảo cái bản thành nguyện thư, tức là phổ biến thành nguyện thư, chúng tôi cũng đang làm việc với đại tiến sĩ Ngô Đình Thắng cũng như là Ủy ban Cứu người Việt Biển ở bên Hoa Kỳ. Và trong cái chương trình mà chú trọng đặc biệt chú trọng về thanh niên, thì chúng tôi cũng sẽ làm việc rất là chặt chẽ với lại tiến sĩ Ngô Đình Thắng cũng như là Ủy ban Cứu người Việt Biển ở bên Hoa Kỳ. Dạ vâng, thưa tiến sĩ, thì ngoài những mục đích mà tiến sĩ đã trình bày lúc phần đầu là giúp các bạn trẻ liên kết với nhau để trong các ngành nghề chuyên môn, thì không biết cái mục đích ngoài những cái mục đích mà tiến sĩ trình bày vừa rồi, thì không biết là sau này tiến sĩ có hy vọng hay là mong muốn là những cái bạn trẻ trong cái mạng lưới này sẽ có những đóng góp gì cho cộng đồng hay cho đất nước hay không thưa tiến sĩ? Dạ, cái đó cũng là một trong những mục đích của cái chương trình hướng về thanh niên của Liên hội Người Việt Canada. Tức là ngoài cái việc mà giúp đỡ các bạn trẻ có cái cơ hội để mà học hỏi lẫn nhau, cũng như là cơ hội học hỏi của các thế hệ đàn anh, các bạn trẻ cũng sẽ có cái dịp đóng góp vào cộng đồng, trong những sinh hoạt của cộng đồng, và
quan trọng hơn nữa là đóng góp vào cái cuộc chiến đấu chung cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Yeah. Thì không biết là trong thời gian qua là cái liên mạng này đã có những cái hoạt động nào hay là đang chuẩn bị có những cái hoạt động hay sinh hoạt nào trong tương lai hay không? Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi có lựa 5 thành phố để mà phát động cái mạng lưới này, thì gồm có nhất là Vancouver, Calgary, Toronto, Montreal và Ottawa. Thì các thành phố này trừ Montreal thì đều có cái những cái buổi đề xướng, cái buổi họp để mà đề xướng cái mạng lưới tuổi trẻ. Dạ vâng, thưa tiến sĩ, thì các quý vị ở nhà nếu mà có các con em trẻ muốn tham gia vào hội thì không biết là liên lạc với ai để biết thêm chi tiết? Dạ thưa các quý vị phụ huynh có các em trong cái tuổi khoảng từ 16 trở lên muốn tham dự vào cái mạng lưới này thì có thể liên lạc với Liên hội Người Việt Canada qua cái địa chỉ liên mạng của Liên hội, tức là đánh vần là 3 chữ W xong dấu chấm, chữ Việt Federation viết liền rồi dấu chấm chữ CA. Và nếu mà liên lạc bằng điện thoại thì chắc là hình thức dễ nhất, tức là cái số điện thoại của văn phòng Liên hội là 613-230-8282. Thì chúng tôi có nhân viên ở văn phòng sẽ trả lời nếu mà các quý vị có câu hỏi về cái mạng lưới này. Dạ vâng, thì trước khi chấm dứt chương trình thì không biết tiến sĩ còn lời nào muốn trình bày cùng quý vị ở nhà nữa không? Dạ, chúng tôi hy vọng là các quý vị phụ huynh sẽ khuyến khích con em tham gia vào cái mạng lưới này. Nó có nhiều cái lợi ích lắm, như chúng tôi chuẩn bị hồi nãy, tức là ngoài cái việc các em học hỏi lẫn nhau, các em có thể được các thế hệ đàn anh hướng dẫn, và trong tương lai thì các em sẽ đóng góp vào cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Canada, và nhất là đóng góp vào cái nỗ lực chung của cộng đồng người và hải ngoại nhằm hỗ trợ với đồng bào trong nước để tranh đấu cho tự do, cho dân chủ và cho nhân quyền tại Việt Nam. Xin cảm ơn tiến sĩ đã đến với chương trình. Xin cảm ơn cô Thanh Hương, cảm ơn quý vị khán giả. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.